Chào anh em, xuôi đã trở lại nhưng mà vẫn như xưa, chứ không lợi hại được thêm một tí nào cả. Dạo này cũng hơi bận anh em ạ, sắm sửa các thứ cho gia đình, rồi còn dọn dẹp nhà cửa. Sắp tới, chúng ta sẽ bước vào đại hội dọn nhà toàn quốc, nên là anh em cố gắng tận dụng thời gian này để đồng hành cùng với xuôi nhé. Âu nào mà phải lo mấy quả rồng phượng hay là hổ báo cáo trồn thì có thể mạnh dạn alo cho tôi sẵn sàng giúp hai tay hai chân luôn. Vài hôm trước tôi có lang thang trên mạng và đọc được một vài cái dòng bình luận với đại ý như thế này. Năm xưa, trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam với Campuchia, có một đơn vị quân đội của ta đã bắt được 20 tù binh. Trong lúc giam giữ và làm công tác địch vận thì bọn này có thái độ không hợp tác, chửi rủa thậm tệ, xúc phạm đến quân đội ta. Trong lúc nóng giận, vị chỉ huy đơn vị đã xử bắn cả 20 tên tù binh này. Sau đó thì 5 người trong đơn vị đã phải lĩnh án tử hình. Trong số 5 người này, có đến 2 người được đề cử danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tài khoản này cho rằng có thể chúng ta đã quá nhân đạo với kẻ thù và lại quá nặng tay với chính mình. Có thể khai trừ họ ra khỏi quân đội hoặc là cho họ cơ hội nào đó để cải chữa sai lầm, không phải là tốt hơn hay sao? Thật ra là tôi đã định lướt qua cho lặng lẽ, nhưng rồi tôi lại thấy bình luận trên lại nêu lên một vấn đề khá là hay. Quân đội của chúng ta từ xưa tới nay luôn là đặt vấn đề nhân đạo lên hàng đầu đối với những tù binh chiến tranh. Vậy nhưng đối với nội bộ, có phải là chúng ta đang quá tàn nhẫn hay không? Anh em hôm nay hãy cùng tôi bàn luận chủ đề này nhé. Trước đây không phải là chưa từng có việc chiến sĩ nước ta bị tử hình. Nổi tiếng nhất thì chắc chắn là phải nói đến vụ án tử hình của Trần Dụ Châu rồi. Để tôi nhắc lại sơ qua một chút về vụ án này cho anh em nhớ. Vụ án được phát hiện từ bức thư của nhà thơ Đoàn Phú Tứ, đại biểu Quốc hội gửi lên Hồ Chủ tịch. Nội dung bức thư như sau. Gần đây, đại tá cục trưởng cục quân nhu Trần Dụ Châu đã gây nhiều dư luận bất bình cho anh em quân đội. Châu đã dùng quyền lực ban phát ăn mặc nên Châu đã dở trò ăn các công quỹ. Cứ mỗi cái mặn cấp cho bộ đội, Châu lại ăn bớt 2 tấc vải xô, nên cứ ngồi lên là đầu chạm đỉnh bàn. Còn áo chấn thủ, Châu ăn cắp bông lót rồi đội bao tải vào. Nhiều người biết đấy nhưng không dám ho he. Cháu và một đoàn nhà văn đi thăm bộ đội vừa đi chiến đấu trở về. Cháu đã khóc nức lên khi thấy thương binh thiếu thuốc men, bồng bằng, hầu như là hết chiến sĩ đều rách dưới, võ vàng vì đói rét, chỉ còn mắt với răng mà mùa đông rét buốt ở chiến khu lạnh lắm, lạnh tới mức nước đóng băng. Cháu được Trần Dụ Châu mời dự tiệc cưới của cán bộ dưới quyền tổ chức ngay ở chiến khu. Trên những dãy bàn dài tít tắp xếp kín chim quay, gà tần, vây bóng, giò chả, nấm hương, thịt bò thui, rượu tây, cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng, Hoa Ngọc Hà dưới Hà Nội cũng kịp đưa lên. Ban nhạc cảnh thân được mời từ khu ba lên tấu nhạc réo rắt. Trần Dụ Châu mặc quân phục đại tá cưỡi ngựa hồng, súng lục cồn bát đến dự. Trần Dụ Châu ngạo mạn mời nhà thơ tức Đoàn Phú Tứ đọc thơ mừng hôn lễ. Với lòng tự trọng của mình, đương kim là đại biểu Quốc hội, nhà thơ đã thẳng thắn dũng cảm xuất khẩu thành thơ. Bữa tiệc cưới của chúng ta sắp chén đẫy hôm nay được dọn bằng xương máu của các chiến sĩ. Sau khi nhà thơ vừa dứt lời, một vệ sĩ của Châu đã tát vào mặt nhà thơ, quát to, nói láo. Nhà thơ bỏ ra ngoài và viết thư tố cáo lên Bác Hồ. Hồ Chủ tịch đã trao bức thư của nhà thơ cho Thiếu tướng Trần Tử Bình, đang là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Tổng thanh tra Quân đội. Người nói: "Đây là bức thư của một nhà thơ gửi cho bác. Bác đã đọc kỹ lá thư và rất đau lòng. Rồi bác giao cho Thiếu tướng chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc để xử lý. Công tác thanh tra vô tiêu cực ở cục quân nhu được tiến hành khẩn trương, thu thập đủ tài liệu chứng cứ từ khu 4, khu 3 gửi lên. Trần Dụ Châu hiện nguyên hình là một tên gian hùng, trác táng, phản bội lại lòng tin của Đảng, của bác, quân đội và nhân dân." Trước sự thật đau lòng này, Bác Hồ dứt khoát nói: "Một cái nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không thể nào để nó lây lan, nguy hiểm." Trần Dụ Châu đã bị tòa án binh tối cao phạt án tử hình, đồng thời bị tước quân hàm đại tá theo công lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai đồng bọn của Châu mỗi tên bị phạt án tù 10 năm. Tử tù Trần Dụ Châu gửi đơn lên Hồ Chủ tịch xin tha tội chết. Ngày làm việc với đồng chí Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp, xét là đơn của tử tù, bác chỉ cho đồng chí Ninh thấy một cây sòn đang héo lá, uống ngọn và hỏi lý do tại sao cây sòn này sắp chết. "Dạ, thưa bác, vì thân cây đã bị sâu đục một lỗ rất to, chảy hết nhựa. Thế theo chú, muốn cứu cây ta phải làm gì?" "Dạ, thưa bác, phải bắt, giết hết những con sâu đó đi." Bác gật đầu nói: "Chú nói đúng. Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế. Nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết. Hơn nữa, còn là một việc làm nhân đạo." Hồ Chủ tịch đã bác đơn xin tha tội chết của Trần Dụ Châu. Ngày 5 tháng 9 năm 1950, tranh án tòa án binh tối cao tuyên án,
Trần Dụ Châu can tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến, tử hình, tịch thu 3/4 tài sản. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Trần Dụ Châu bị thi hành án bằng xử bắn tại Thái Nguyên. Tình huống của Trần Dụ Châu và tình huống mà tôi đã đề cập bên trên nhìn qua thì có vẻ là khác nhau hoàn toàn, nhưng lại có một điểm chung rất lớn và đặc biệt quan trọng. Đó chính là đều gây ảnh hưởng nặng nề đến quân đội nhân dân Việt Nam. Đúng như vậy, ta bỏ qua tính xác thực của comment kia, nếu như đó là sự thật thì án tử hình hoàn toàn không phải là nặng. Anh em phải nhớ rằng một phút nóng giận của cá nhân mà cướp đi sinh mạng của 20 người, bất kể là ta hay địch, đã là việc khó chấp nhận. Thứ nhất, chưa bàn đến vấn đề đạo đức, nhân đạo với tù hàng binh là việc bắt buộc phải làm chứ không phải là chúng ta quyết định được. Đây là quy ước chung của toàn thế giới. Trong chiến tranh, các quốc gia phải đảm bảo an toàn cho tù binh bị bắt được. Và từ trước tới nay, quân đội nhân dân Việt Nam luôn tuân thủ, tuyệt đối thực hiện chính sách tù binh này theo quy ước quốc tế. Nếu như ta làm trái với quy ước này, chắc chắn là sẽ vấp phải sự phản ứng rất gay gắt từ bạn bè quốc tế. Thứ hai là về vấn đề chính nghĩa. Đồng ý là địch đã gây ra rất nhiều tội ác với nhân dân và đồng bào ta, nhưng xét về tình chính nghĩa của cuộc chiến thì chúng ta không thể nào không nhân đạo được. Anh em nghĩ xem, là một quân đội chiến đấu về chính nghĩa, vì tổ quốc và vì dân tộc, chúng ta khác hoàn toàn với bọn Pol Pot. Nếu như ta dùng chính những hành động tàn nhẫn như bọn chúng đã làm để đối xử lại với chúng, thì có khác nào là đánh đồng chính nghĩa và phi nghĩa? Giết tù hoàng binh chính là tự tay hủy hoại đi uy tín của quân đội nhân dân Việt Nam, làm mất đi sự chính nghĩa vốn có trong mục đích chiến đấu. Thứ ba, chính sách nhân đạo với tù hoàng binh không phải là quy ước không rõ ràng, mà nó là lệnh. Quân lệnh thì như sơn, không thể nào làm trái được. Trong quân đội, mệnh lệnh của cấp trên là nhiệm vụ hàng đầu trong mọi trường hợp. Đó chính là kỷ cương, là tác phong của một quân đội chuyên nghiệp. Sức mạnh của quân đội Việt Nam cũng chính là đến từ kỷ luật thép này. Một mệnh lệnh được chính quân đội ta đặt ra mà lại không thực hiện được thì có khác gì là chứng tỏ quân đội ta yếu kém về mặt kỷ luật hay không? Giết 20 tù binh mà không qua xét xử chính là một hành động lạm sát, có thể gọi là một tội ác. Thế nhưng mà về vấn đề xác thực của cái comment trên thì tôi không chắc lắm anh em ạ. Anh em nghĩ mà xem, xử tử tận 5 người trong đơn vị quân đội chắc chắn là chuyện lớn, vậy mà không có bất cứ cựu chiến binh hay là báo đài nào đưa tin lại. Về phía địch thì cũng không thấy nhắc gì đến 20 người bị ta xử tử. Anh em chắc hẳn là vẫn còn nhớ vụ Nguyễn Ngọc Loan bắn chết chiến sĩ Nguyễn Văn Lém trên đường phố Sài Gòn mà không qua xét xử trong sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968. Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã cầm súng bắn thẳng vào đầu một tù binh đặc công quân giải phóng với hai tay đang bị trói. Vụ việc được ký giả Eddie Adams nhanh tay chụp được. Cùng lúc ấy, phóng viên đài ABC của Úc là Neil Davis cũng quay phim ra rõ ràng. Tướng Loan cầm khăn lau mặt, vẫy tay kêu các tùy tùng tránh ra, đi đến bên bảy lốp, không nói một lời, Loan quang điếu thuốc và móc khẩu súng lục ra. Ông lấy tư thế của một xạ thủ, cánh tay phải giơ thẳng và ở khoảng cách khoảng 1 mét bắn vào thái dương của người tù binh này. Vụ việc được ký giả Eddie Adams nhanh tay chụp được. Bức ảnh của Eddie Adams ngay lập tức đã lên trang nhất các báo quốc tế, làm xôn xao dư luận, gây sốc cho nhiều người trên thế giới, làm đẩy mạnh phong trào phản chiến ở Mỹ. Nó trở thành một trong những hình ảnh được nhớ tới nhiều nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam và giúp Adams giành được giải thưởng Pulitzer cho năm 1969 về chụp hình tin tức tại chỗ. Hành động này đã gây nên sự phẫn nộ đối với truyền thông toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Vậy mà ở đây có tận 20 lính Pol Pot bị xử tử, sao lại không có nguồn thông tin chính thống nào có lưu lại đến nay? Rất có thể chuyện một đơn vị của quân đội Việt Nam lạm sát 20 lính Pol Pot này chỉ là một câu chuyện thêu dệt không có thật nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của quân đội ta. Những thông tin như thế này xuất hiện một cách thiếu kiểm soát trên mạng xã hội, rất dễ tuyên truyền những tư tưởng và thông tin lệch lạc, không đúng sự thật. Nói tóm lại là việc giết tù hàng binh mà chưa qua xét xử là một hành động không đúng về cả mặt đạo đức lẫn kỷ luật. Việc xử tử là hoàn toàn hợp lý. Quân đội Việt Nam vẫn luôn là một quân đội thực hiện nghiêm túc quy ước chung toàn thế giới về sự nhân đạo với tù binh, nên chuyện lạm sát 20 lính Pol Pot là rất khó xảy ra. Video hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của anh em trong video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye nhé.